mình cũng vậy, đúng không? Có khi á là lia lịa, nhưng mà rồi 5-10 năm sau, lâu lâu giống như là bổn phận sự trách nhiệm vụ nó giảm đi từ từ, rồi tới một lúc nào không còn cái gì bên nhau nữa, rồi đường ai nấy đi lại đi tìm một cảm xúc khác, một bờ vai khác, một hơi ấm lạ, một bờ vai khác để chi? Để cuồn cuộn trở lại, vì là mất tương tác với cái người cũ thì mình đi làm mới với người mới. Cho nên phụ nữ á, thường thường mà sau khi ly hôn chồng á, bao giờ cũng đẹp hơn á, bởi vì họ nỗ lực để họ tìm người, để họ cuồn cuộn, có đúng chưa? Đúng rồi, cuồn cuộn mới là số một. Còn nếu không có người để cuồn cuộn, đẹp để làm cái gì đây hả? Cuồn cuộn mình hả? Trời ơi trời, đủ dữ luôn, chảy nước mắt luôn là cái gì, chẳng lẽ cuồn cuộn một mình, đúng không? Rồi bây giờ tôi nói qua cái câu chuyện của Thương Tính. Thì tôi thường hay nói với quý vị rồi, tôi là người trải nghiệm, cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này nhất định chúng ta phải từ bi, nhưng mà chúng ta phải từ bi trí tuệ, chứ chúng ta không phải là loại từ bi hỷ xả. Là bởi vì từ bi hỷ xả là dành cho những bậc tu hành, còn chúng ta là những người sống bằng đời phàm thì chúng ta phải từ bi trí tuệ, chúng ta biết đúng biết sai. Thương Tính á, cái câu chuyện của ông Thương Tính á, thì tôi không tôi lại trực tiếp các bác ạ. Mình bật cái đoạn trước nó mới hay. Báo cáo các bác là cái đoạn trước nó mới hay. Cái đoạn trước nó mới thú vị. Có nhiều câu hay lắm. Có nhiều câu hay lắm nha các bác. Tôi vừa nghe live này, thế là tôi vừa ghi lại cái màn hình này. Tôi vừa về phát cái là tôi bật lên và tôi thấy rằng live stream, thế là tôi bật nó lên thế này. Thế nhưng mà mình bật mình nghe á, nó phải tầm 20 phút á, gần 20 phút. Nghe hay á, nghe hấp dẫn luôn. Thế nhưng mà tôi được quên bật mic. Trời ơi, hấp dẫn quá, cho nên quên bật mic, thế là bị lỡ mất cái đoạn đó. Thế là còn một cái đoạn cuối thôi. Thế là lúc mà mình giật mình là mình thấy rằng là mình quên bật mic rồi. Thế là mình mới bật mic lên, mình làm lại cái video, bởi vì không phải tiếng cái này. Thế là mình bật lại để mà các bác có thể nghe được cái đoạn cuối. Ở đây thì các bác thì thấy hai cái giai đoạn, đúng không? Thì cái giai đoạn phải tầm 20 phút trước ấy, mà tôi nghe á, thì đó là cái giai đoạn quần cuộn. Giai đoạn sau thì Thương Tín, về diễn viên Thương Tín. Thì Thương Tín là để đằng sau nha, mình bình sau. Và tôi nghe lại tôi mới bình được. Còn tôi bình vào giai đoạn quần cuộn. Hôm nay là chị có một cái lớp học, nó gọi rằng là lớp học giới tính, lớp học đạo đức và lớp học tiếng Việt. Thế tại sao lại là cả lớp học giới tính, lớp học đạo đức và lớp học tiếng Việt? Thì nôm na là như thế này, để tôi mô tả lại các bác. Các bác sau này tìm nhé. Thì mô tả thế này. Thứ nhất á, là chị nói rằng là mọi người là mỉa mai rồi miệt thị ấy bằng cái từ là quần cuộn. Cái từ quần cuộn. Thì chị cũng mô tả, chị mô tả cái từ quần cuộn đó. Thì chị nói rằng là quần cuộn nó là thiêng liêng nhé các bác. Thiêng liêng. Mà một người phụ nữ thì nó phải quần cuộn. Một người phụ nữ không quần cuộn là một phụ nữ bỏ đi. Phụ nữ là phải quần cuộn. Thậm chí có lúc giai đoạn chị nói là quần cuộn là có thể là phải với nhiều người đàn ông, chứ không chỉ có một người đàn ông. Và để minh chứng cho cái tiếng Việt của mình, thì báo cáo với các bác rằng là chị dùng những cái từ là, ví dụ như là đời em sương gió. Thì chị bắt đầu và sương gió là gió sướng. Các bác thấy hay không? Sương gió là gió sướng. Phải nói rằng là ngôn ngữ của chị rất tuyệt vời. Thế là còn cái thứ hai nữa là cái gì ạ? Tôi xin chia sẻ các bác thế này. Đó là cái thứ hai á, là chị nói thêm một cái từ khóa nữa. Vì tôi về tôi nghe được có đoạn thôi. Cái đoạn một đoạn thôi. Sương gió thì là gió sướng này. Rồi chị nói là cưng thì mới cứng được. Nghĩa là một người phụ nữ phải được người đàn ông cưng á, mà đã cưng á thì mới cứng được. Các bác thấy hay không? Và còn nói rằng là nếu như mà không, người đàn ông không chiều được vân vân, không có được những cái thứ quần quận ấy, thì lại đi tìm ở bên người đàn ông khác, rồi vân vân nhiều lắm. Tóm lại chị nói rằng là người ta cứ mỉa mai thì miệt thị chị là quần quận ấy,
nhưng mà chị rất hạnh phúc với cái từ cuồn cuộn đấy. Bởi vì á, là cuồn cuộn là cái bản năng của con người. Cuồn cuộn là một cái thứ gì đó phải hưởng thụ. Sống như cuộc đời này á, là phải hưởng thụ. Hưởng thụ cả cái cuồn cuộn đó, cả cái cuồn cuộn đó. Rồi hưởng thụ là nhà đẹp, xe đẹp. Rồi bảo rằng là các bọn khác, cái bọn YouTuber dơ, rồi các bọn nào đó kia tấn công á, là cảm thấy rằng như vậy á, là tức lắm. Bởi vì kiểu thế đó. Thế chị mô tả kiểu thế. Thế thì hôm nay á, là có cái lớp học giới tính. Chúng ta vừa rồi tôi mô tả thì có thêm một cái tí giới tính rồi. Giới tính là phụ nữ là phải thế nọ, phải thế kia, là làm cho người đàn ông của mình sướng. Nó phải cưng mình, bởi vì nó cưng mình thì nó mới cứng được. Và nó mới cứng được. Rồi khi mà hồi trẻ thì xông vào nhau rồi vân vân, gặp nhau là cứ quần quận không à. Thế là rồi giới tính. Nhà lớp học đạo đức. Đó, thế là từ khóa đạo đức. Chúng ta rằng là rồi là nọ là kia vân vân. Đó. Nhưng mà ở đây á, là phụ nữ là biết hưởng thụ. Đó. Phụ nữ phải biết hưởng thụ. Ở nhà đẹp, xe đẹp thì phải hưởng thụ những cái thứ đó. Đó là thứ cảm xúc đó. Là cảm là phải xúc à. Cảm là phải xúc à. Cưng là phải cứng à. Sương gió là gió sướng à. Đó. Chị dùng rất nhiều cái từ ngữ đó. Thế là rất là trùng hợp nha. Rất là trùng hợp nha các bác. Trùng hợp lắm. Bởi vì hôm qua live stream thì tôi có chia sẻ với các bác rằng người ta trong đạo Phật ấy, người ta có một cái từ là buông bỏ. Cũng là một cái từ buông bỏ. Thì trong đạo Phật ấy, người ta bảo buông bỏ hết, buông bỏ tất. Thế nhưng ở bây giờ có những cái hội nhóm, hôm trước tôi có kể với các bác phải trong cái buổi live stream đêm khuya ấy, thì kể cho nhiều bác biết. Thì live stream đêm khuya ấy, thì có những hội nhóm ở trên Facebook, nam nữ Selomen rồi vân vân số cái đó, thì người ta dạy nhau cái cách làm tình, dạy nhau cách làm tình. Người ta bảo buông bỏ, nhưng mà buông bỏ cái gì? Đó là buông bỏ buông bỏ đạo đức, buông bỏ liêm sỉ, buông bỏ tự trọng, buông bỏ truyền thống, buông bỏ, tóm lại là buông bỏ, gọi rằng là cái người ta gọi rằng là những cái phẩm chất, những cái phẩm giá của người phụ nữ Á Đông. Chúng ta hay nói rằng là phẩm chất của người phụ nữ Á Đông đó, thì buông bỏ tất cả thứ đó để mà có thể rằng là hưởng thụ. Trên nhóm Facebook bây giờ rất nhiều những cái nhóm kiểu thế. Rồi dạy người phụ nữ rằng là có thể rằng là nếu mà đời bạn chỉ có hưởng thụ một người đàn ông á, thì bạn chưa có hưởng thụ được cái gì hết. Nôm na như thế, các bạn tưởng tượng đấy. Nó dạy như thế. Không, một người đàn ông không thôi thì không hưởng thụ được. Bạn phải trải nghiệm nhiều người đàn ông thì bạn mới so sánh, bạn mới phân tích, thì bạn mới ABC khi Z được đó. Rồi thậm chí rằng là đã bao giờ bạn cảm thấy rằng là mình yêu một người đàn ông nó bằng tuổi con mình chưa? Ví dụ đấy. Cái cậu này là cậu bằng con mình á. Mình năm nay là mình 40 tuổi, con mình năm nay là hơn 40 tuổi, và con mình năm nay là 22 tuổi. Thế vừa rồi là mình có gọi rằng là một chàng phi công là 19 tuổi, nó còn trẻ hơn ở con mình. Nó giống như kiểu là nhật ký máy bay ấy, hoặc là đấy, sáng dạng thế. Nhật ký là máy bay ấy, đó. Rồi là mô tả những cái cảm xúc như thế. Cảm là phải xúc nha. Đó. Thế thì còn nhiều người ấy, còn thậm chí đến mức độ rằng là bạn phải có nhiều người đàn ông, và có thể rằng là nhiều người đàn ông thì mới thỏa mãn được bạn. Đó. Có nghĩa rằng là cùng một lúc có thể quần quận với hàng nhiều người đàn ông. Đó. Trong cái thuật ngữ nó gọi rằng là sum, gọi rằng threesome hoặc là foursome hoặc là fivesome, kiểu năm người vân vân này. Rồi là để đẩy trào cái cảm xúc lên á, bởi vì chia sẻ các bác là phải có thêm cái gọi swing. Swing là đổi á, một cặp vợ chồng này là sang với một cặp vợ chồng khác, và cả với các bác là bắt đầu là đổi vợ đổi chồng với nhau. Đấy. Thì mày đưa vợ ở đây thì tao ngủ vợ mày, còn mày ngủ vợ tao, vân vân. Mà thậm chí rằng là ABC XYZ ngay tại hai cái giường cạnh nhau luôn. Các bác thấy nó thế nào? Đấy là tôi kể các bác để các bác thấy rằng là tôi là người quan sát, cho nên là tôi biết nhiều những cái chuyện như thế. Nhưng mà nghĩ lại mình thấy buồn á. Tự dưng nó thấy lắng. Thế nào cũng có ông bảo rằng là chắc tại thằng này yếu, thằng này nọ thế kia cho mày mới thế. Kệ họ thôi, miệng đời thiên hạ biết thế nào được một lần, đúng không các bác? Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng là cái dùng cái từ đồi trụy ở đây là thế nào. Đúng không? Dùng cái từ đồi trụy ở đây là thế nào? Không biết rằng là các bác ở bên Bộ Văn hóa hay là các bác ở bên Sở Thông tin và Truyền thông thì các bác nghĩ gì về cái thứ văn hóa này?
cổ suý những cái thứ gì nó mang tính trụy lạc, đúng không? Trụy lạc, đấy là một. Còn cuồn cuộn hay không thì tôi cũng chịu. Có thể tôi là người Á Đông, tôi là người Á Đông. Tôi không người Á Đông thì tôi nghĩ rằng là có nhiều cái hay nhưng cũng có nhiều cái dở. Cái hay thì mình giữ và cái dở thì mình bỏ. Cái dở mình bỏ là ví dụ như là trọng nam khinh nữ là mình bỏ, mà mình không thích. Con cái mình là bình đẳng như nhau, vợ chồng là bình đẳng như nhau, thì đó tôi bỏ, tôi không quan tâm đến việc đó lắm. Đó. Nhưng mà có những cái giá trị mình không bỏ được. Ví dụ như là người phụ nữ thì là chúng ta gọi là công dung ngôn hạnh là không bỏ được. Đó. Công dung ngôn hạnh một người phụ nữ như thế là thú thật với các bác rằng là tôi không nghĩ là bỏ được. Bởi vì tôi rất ngưỡng mộ những con người như thế. Những người như là bác Nguyễn Thị Bình hay là bà Tôn Nữ Thị Ninh, những người rất là điển hình. Và ngay cả là Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là những người như thế. Thế rồi là nếp thì nếp có nếp nhà, gia thì có gia phong, quốc thì có quốc pháp, đúng không? Bác Tổng Bí Thư vừa rồi văn của bác có nói đấy, trong cái hội nghị văn hóa toàn quốc ấy, thì có đoạn bác ấy nói như vậy đấy. Có nếp nhà, có quốc pháp, có gia phong, tất cả mọi thứ nó tạo thành một cái nền tảng như vậy, thì thú thật với các bác rằng tôi không bỏ được. Thế cho nên là những cái gì mà liên quan tới tôi ủng hộ cái việc cởi mở tình dục. Đấy, cởi mở tình dục cũng không kỳ thị về mặt giới tính. Có thể nói là mình hiện đại, tôi không kỳ thị về mặt giới tính đâu. Tôi không nói cái chuyện ví dụ như là bà Ma Sơ là đấu kiếm rồi là đấu lá mít nọ kia đâu. Tôi không nói chuyện đấy. Tôi tôn trọng cái việc đó. Thế nhưng á, nếu mà để cổ suý cái việc riêng của cá nhân hay việc thế nào đó là việc của anh chị. Nhưng mà cổ suý một cái lối sống mà nó mang tính gì đấy, nó hơi trụy lạc, nó mang tính hưởng thụ, thì tôi không đồng ý. Thấy các bạn, tôi không đồng ý cái việc đó. Mà tôi cũng thấy nó mâu thuẫn lắm. Anh chị thì bảo rằng là bỏ tất cả thứ cho bá tánh, cho nhân dân, tất cả tài sản, tất cả mọi thứ là hưởng hết là cho nhân dân, cho bá tánh, làm từ thiện nọ kia. Thế nhưng hôm nay chị thể hiện rằng là cảm là phải xúc, ví dụ thế, xương gió là gió sướng, cưng thì phải cứng, và cuộc đời con người ta là phải hưởng thụ. Hưởng thụ cả, trong đoạn đó chị nói hưởng thụ cả mặt vật chất, về mặt cảm xúc. Vật chất là phải có nhà đẹp, xe siêu sang, vân vân. Rồi miệt thị người khác rằng là cả đời mà cũng mày cũng không có được cái xe của chúng ta. Cả đời chúng mày kiếm ra cũng không bằng là ta kiếm được một ngày, ta tiêu được một ngày. Ví dụ đấy, mang máng cái ý nó là như vậy. Thì ở đây tôi cảm thấy rằng là có một cái thứ gì đấy nó chạy lòng. Không phải là xấu hổ nhục nhã đâu, mà tôi cảm thấy rằng là đúng không? Có những cái tiêu chuẩn, những cái mặt bằng giá trị, không hiểu sao mà người ta là do tiền, do sướng, do vân vân. Nó trong cái thời kỳ mở cửa rồi là đã có rồi. Rồi đến cái thời kỳ 10 năm nó rực rỡ. Và bây giờ nó thể hiện ra ở chỗ chị. Các bác nào nghe cái live stream này, nhất là các bác nữ, thì các bác nên nghe. Nên nghe nha. Nghe để học được cái bài học thứ nhất là về tiếng Việt. Có nhiều từ nó hay lắm. Cuồn cuộn là thiêng liêng, xương gió thì do sướng, cưng thì phải cứng. Đó, nhiều lắm. Rồi kể câu chuyện rằng là cái ông già rồi phải mua cái viên Viagra về để mà làm gì ạ? Để đi thẻ nó không bị ướt chân. Đó, chị kể nhiều câu chuyện lắm. Các bác nghe thì các bác sẽ thấy. Và tôi cũng không biết bình thế nào về việc này. Đó. Thôi thì để lại cho các bác bình nha. Các bác nào nghe các bác bình giúp tôi. Cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.